Hello children, see you again. Okay. It's Symphonic 3 today. It's Symphonic Unit 3. Okay. We start. We continue our lessons. Okay. How are you? For me, I'm fine. Yeah. Okay. I'm very well. Okay, let's start our lesson. Okay. Okay, it's symphonic. Unit 3, yes. It's symphonic unit 3. Okay, let's continue. Today we start capital A. Capital I, small I, it, yes. Capital I. Okay, capital I, small I, like ink. Okay, capital I, small I, ink. Yes, ink. And number two, capital J, small J, like jar. Yes. Capital J, small J, là chả. Chả, you know, chả, chả, thế, chả, chả. And capital K. Small k like cookie, you know, cookie. Yes. And the last one, okay, capital L, small l like le. Leg, you know? Okay. One more time. EC phonics unit 3. Capital I, small I, like ink, the mouth. J, capital J, small J, like cha, the law. Capital K, small K, like key, bone sound. Capital L, small L, like le. Lẹ chữ. Ok. Lẹ. Lẹ chữ. Ok. I write down now. Yes. Write down. Và save it job. Easy phonics.
chúng ta nói chúng ta thả và số sập để người xua unit 3 và được ra thịt bấy. Ok, right. Yes, continue. Like capital I, small I, it in the mouth. And one more, like capital I, small I. Yes. Eyes. Eyes. Okay, eyes, the cock, eyes, the cock, come from ice cream, the rim cake, eyes, the cock, okay, capital J, small J, chak, cha, pra lo, okay, one more, chak, chim, or chak, chop, you know. Okay, chip chop. Yeah, chip chop càng ý. And K, capital K, small K, cut key. Gồm sáo. And cut key. Yeah, cut key. Okay, kick. And one more time. The last one, the final one. Last one, I'm going to go. Final one, I'm going to go. Okay, capital L, small L, leg, chừng. Okay, leg, chừng, life. But a live. See? La live. Okay. Live. Look now. Yes. Capital L, small L, la lecture. La live. Look now. Okay. Read after me, please. Read after me. Okay, read after me. Repeat after me. Say, read after me. And down nhóm. Or we can say, repeat after me. And down nhóm. Được hiểu bị nâng bạc. Okay. Easy phonics. Yeah. Easy phonics. Unit 3. Unit 3. Capital I, small I, it. Ink, the mouth. Capital I, small I, it, eyes, the cock. Capital J, small J, chak, cha, the law. Chak, chop, gang ear. Capital K, small K, cut key, gon sao. Cut kit, main. Capital L, small L, lap, leg. Chứng là liệu rụt nấu sẽ hẹn liệu rụt nấu lách chứng liệu rụt nấu khi cồn sáo khít mến chá rò ló chọc cả nghĩa in tức máu eyes tức có. Ok, continue to write và bắt to một cà thật xe đi. Continue write. Okay, write it in your notebook. Yeah, write it in your notebook. So say nung suppose say, but, yes.
Ok, or copy it rư có cột chùm lòng, say viết copy, copy chùm lòng. Okay, are you ready, children? Yes. Bà rồi nấu, mẹ mẹ rồi rồi nấu. Bà, are you ready? Do you finish? Rồi cái dân vậy thôi. Do you finish? Ta nè rồi 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 nấu. Rồi có are you ready? Ta nè rồi 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 nấu. Bà dùng rồi hỏi dân thằng yes. Are you ready? Ta nè rồi rồi nấu. Yes. All ready. Bạn nào thế? No, not yet. Sư mô khu sư thà are you ready? Ta nè rồi rồi nấu như sài thà yes, already. Bát rồi rồi hỏi bạn nào thế? No, not yet. Thế mình toàn rồi rồi thế. Rồi còn là khu sư thà do you finish? Ta nè mình chọc hà rồi nấu. Bạn rồi thà yes, I do. Nhưng mình chọc hỏi bình đầu tế no I done tế kiểm toán mình chọc tế. Ok, let's read at me again. Yes, again please. Ok, easy phonics. Yes, easy phonics unit 3 capital I, small I, ink, ink, the mouth, eyes, the cock, capital J, small J, cha, kralo, job, càng nghĩa, capital K, small K, key, cồn sáo, kit, mến, capital L, small L, leg, yeah, nó leg, trứng, liu, ruột nâu. Ok, finish. Yeah, let's continue here. Okay, now let's start. Okay, and chant together. Yes. Okay, let's chant together. Let's chant together. Let's chant together. Ta yeung. Ba so tiep ok nia. Let's write ta yeung. Chant so
sốt together chẳng ọc nìa tỏ dương sốt chẳng ọc nìa yeah ink and eyes yeah ink and eyes okay cha and chop cha and chop yes key and kit and last one yeah the last one leg and leaf okay let's chant together yes let's chant together ing and eyes cha and job key and kit leg and leaf see and here can translate hai nâng rồi còn nâng rồi còn hai ing and eyes the mouth nâng the cỏ cha and job cỏ ló nâng càng nghỉ key and kit con sáo nâng mềm leg and liu chương nâng rụt nâu ok yeah try to write it try to write it và chi dìm sơ xê viết và try to write và những sơ xê viết chô tâm đồng tâm chẳng biết thật em là ní dương prai thả nâng đưa cơ dương ai prai thả hai nâng bà nâng có bán hai nâng có bán leg and liu chương nâng rụt nâu nâng rồi gọi hai nâng và hai cơ bản ok try to write okay, let's chant together. Và lúc một bàn bài tiết ở xa thái vì bên quỷ vì nó có phục bạn chẳng xây hàng rộng đảo trong đoàn tấp và xây hàng rộng đảo ấy và bài mùi mùi rộng cái lô dịch mình đã let's bài thả to việc là cái tài thật tọc dường và chán thì thật đằng ấy chán tài thật sâu mùi tiết together và together rùm clear tiếng ọc nghĩa và together room near the got there chẳng ọc nìa let's talk you và anh ấy kia so pinh với cái xe anh chết
Smart việc thả và mang biết thả let us lại được hiện đại nên sau cả biết tầm đấy let's mang biết thả let us lại thả to dữ together together room khnề rứ tiệm off khnề ok room khnề rứ có tiệm off khnề let's let us 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 แปลถ่ายยืม us ยืม let's อสอที่กัดจังเราไปอสอเป็น let us let's ต่อยืม let us ต่อยืมขึ้นนี้ together รวมขึ้นนี้หรือก็เตรียมออกนี้โอเค now let's read after me or repeat after me see repeat after me บ่าAnd tạm rủ, repeat after me. Okay, let's chant together. Okay, let's chant together. Một thái. Let's chant together. Tóc dương sốt tiền ọc nỉ. Let's chant together. Tóc dương sốt tiền ọc nỉ. Okay, let's chant together.Tóc dừng sốt tiếng ốc nè. Ink and ice. Cha and chop. Ok. Ink and ice. Ok, read after me or repeat after me. Ink and ice. Cha and chop. Cha and chop. Key and kid.Key and kid, leg and liu, leg and liu. See here, the word and, that, the word and, you join the two words, you know, và you chọn những việc bí. Okay, but more translate for you.Ink and ice và tụ prai ở trong ốc này I translate for you mình sẽ tụ prai trong ốc này Ink and ice tực máu nâng tực cọ Ink and ice tực máu nâng tực cọ Cha and chop Cha and chop Cả lónâng càng nghĩa chọc càng nghĩa một cái bò okay. Key and kid Key and kid côn sao nâng mềm Leg and liu Leg and liu chướngnâng rụt nâu bị liếu ra thả rụt nâu và dừng bông đè lục rụt lại tập toán nâng cổ kì bà đằng đá cứ dừng an thả lại bình vì chỉ có là niềm lại và dừng mến và bạc đắng còn cụ bà bòi dù tích tích tốc lại an thả lại ra thả bần tọp tòa chỉ có là niềm ra thả bần tọp tòa đó liếu ní chỉ kìa sắp ra thả rụt nâu lẹp and liu chướng nắng và rụt nâu ok one more time let me ok one more time let's chant together let's chant together ok all together let's chant together yes let's chant together ink and ice ink and ice cha and chop cha and chop key and kid key and kid let and liuLeg and liu. Hey, one more time. Ink and ice. Cha and chop. Key and kid. Leg and liu. Okay. Right here, let's come from let us. Một biệt thả let us. Ở nước đại thả dương. Rồi sau tổng auto let's. Let us. Đại thả to dương.
together, together, room clear, rồi có tiệm off clear. Let's chant together. Ta, dưỡng, sốt tiệm off clear. Okay, write it. Yeah, for 5 minutes, yeah, write it. Okay, thank you very much. Yeah, for this our writing. Yeah, we finish. Yeah. Okay, are you ready? Yes. Okay, let's continue. Yeah, read after me again and continue our lesson. Okay, chant out loud. Yes. Let's chant together. Let's chant together. Let's chant together. Okay. In and eyes. In and eyes. Cha and chop. Cha and chop. Key and kid. Key and kid. Leg and live. Leg and live. Okay, so now make exercise and scramble the letters. Okay, here. Continue to make exercise and scramble the letter. Yes. Yes. And scramble the letter here too. Okay, make. Yeah, unscramble the letters. Okay, unscramble the letters. Và lúc phải bị ao thằng lớn nó unscramble phải thật đặt đầm riệp. The letter nó ăn sò. Mình đây thà sơ xê phải trả chẳng. Dựng đặt đồng riêng ở trâu 8 lũng đập vì vinh. Unscramble the letter. Unscramble the letter. Chẳng đặt đồng riêng ở sò. Chẳng quạt việc mùi prai ở phần cao. Phải đồ dương ảnh mùi khơi prai bán xuống. Đặt đồng riêng với co lên chớp ra thả xó. Và ở đằng thả xó. Ok. Like start, yeah, start. Number one.
Okay. One, two, three. And number two. One, two, three. And number three. One, two, three. And number four. One, two, three. Okay. And number five. One, two, three. Yes. And number six. One, two, three. And number seven. Three. Okay, and number eight. Okay, number seven, yeah. Only number seven, no? Yeah, number seven. Number one, pink. Number two, eyes. Number three, jar. Number four, job. Number five, key. Number six, kid. Number seven, leg. Yes? And scramble. Và các cô đã tâm viên oi mơ muối. This one. Ấn khế ải. À, lần này muốn ấn khế ải. Ok. Ấn khế ải. Yes. The light ink. Ải. Ấn. K, I and K, number one. Yes. Can I do it for yourself? Yes. Do it for yourself by 10 minutes. Yeah. Do it for yourself. Yeah. Oh, sorry. You're sick. Yes. Yes. Seven. Okay. Okay. Yes. Okay. Try to do it. Yeah. Try to do it. Only seven. Okay. Key and back. Oh, two leg. Okay, leg. Yes. Yes, sorry. Chuẩn hơi phì chẳng đọc mùi chạy đặt tầm mưa nè. Nè. Ok. Yeah, 10 minutes. Start.
Okay, yes, finish. Okay, let's. Yeah, collide here. I and K spell. I and K. Okay, in a spell. I and K. Okay. And one more time. Like eyes, you know. Eyes. I spell. I. C. P. Yes. I spell eyes, you know. I spell I C E. And number three, what cha? No. Cha spell J A R. Cha. And number four. Yeah. Job I spell J O B. Job. Yes. And number six. Yes. Number six. Okay. Oh, sorry. Number five. Number five. Key. Key I spell K. Y key and number six leg. Yeah, leg I spell L-E-G and number seven. The number seven, okay, K-I-D. Kid. Kid I spell K-I-D. Okay. Up there. Spell up there. Okay. Kid I spell K-I-D. Kid. Con me. Record. Me. Let I spell L-E-G. Let. June. Let I spell L-E-G. Lecture. I spell mình đã khuyên nhóm prokop. Spell bài thật prokop. Và lecture. Key. Key I spell K-E-Y. Key. Key con sao. Job. Job. Job I spell J-O-K. Oh, sorry. J-O-B. Job càng nghỉ thì cái cá cha cha spell J A R R đấy, gọi ăn o được cái a đẹp đó ở trong cái đá R R và riêng sầm lên a tích riêng sầm lên o tích bên đầu cái đá R. Chai spell J A R. Okay. Ice. I spell ice C E. Chá là lọ. Chó ba nghĩa. Ice. Ice. Tự có. Ink. Ink I spell I N K. Ink. Tự màu. Và tự dưng sẽ đặt quê nữa. Okay, unscramble the letters. Unscramble the letters. Đặt đồng riếp ạc xó. Mà. Unscramble the letters. Đặt đồng riếp ạc xó. Bà. Okay. Okay, repeat after me, please. Repeat after me. Okay. Unscramble. Yes. Unscramble the letters. Unscramble the letters. Okay. Ink, ice, cha, job, key, leg, kid. Yeah. Okay, children, you must learn all the eight words. Và mấy cái riêng tay bay phiên tê, nhưng mà bạn riêng ếp xe nhất của ạp xe nhất là cơ quan đặt prai ở đằng tê. Còn đây, việc để dường riêng nó cứ việc ink, tức máu,
Ice, tự có Chá, tự ló Chóp, cả nghĩa Khi, cũng sáu Lách, chướng Khít Bà, cũng mế, như có kia mùi tiết Lưu, rù nâu, dù đi tập biệt và mà nâng tề Anh ấy Khoan tài dịp biệt, dù rù đặt Chia lùng hành chẳng, dù rù tài đằng Unstable Bà, đặt đồng riêng Letter, axor Bà đồng riêng Bà, unstable, đặt đồng riêng Letter, axor Chẳng unstable là letter Mà Mình nói thật, đặt đồng riêng axor Hồi trắm, trâu Trâu sẽ correct cái tiếng Bà ta viết chỉ yếu Thế nhưng sẽ phần đăng bản này Unscramble letters Đặt đồng riêng và sổ Với những riêng tay cùng bày như thế Cứ kia thằng Tiếng tực máu Ái tực có Chá Rò ló Chó Cà nghĩa Thi cùng sáu Lẹt chướng Khít Cùng mê được mê Liêu Cùng nâu Phần đăng ạ À xe những tiếng nâng chứng Chia Bà Cả đặt đồng bày ở dưới bàn Rồi là bàn viên, đủ chỉ làm hạt Ok Hỏi tụi đã, please Yeah Ok, one more time, please One more time Ok Repeat after me Unscramble the letters Ok Unscramble the letters Ok Unscramble the letters Ink Eyes Chá Chóp Khí Lẹc Khít Ok Ok, let's review our lesson Yeah, from there Yeah, review our lesson Before we finish Ok, review our lesson Okay, one more time please. Bà mà đong tiệt hái. Okay, one more time mà đong tiệt hái. Bà mùi tiệt hái mà đong tiệt hái. Yeah, one more time. Okay, okay, okay. Read after me please. Okay, easy phonics. Yeah, easy phonics. Yeah, unit three. Yeah, unit 3, yeah, a capital I, sorry, I, capital I, small I, ink, tực máu, eyes, tực cỏ, capital J, small J, cha, cỏ ló, chọc, cà nghĩa. Capital K, small K, okay, key, yeah, con sáo, kid, main, capital L, small L, leg, chương, liu, rút nâu, okay, you see, liu, rút nâu, okay, one more time, we chant all together, please, one more time. Yeah, we chant together one more time before we finish our lessons. Và một đoạn tiếp dừng sốt tiếng ọc này muốn phê dừng mình chọc mình đến dừng. Before we finish our lesson. Before we finish our lesson. Muốn dừng mình chọc mình đến và bỏ dừng. Okay, all together please tiếng ọc này. Let's chant together. Let's chant together. Ta dừng sốt tiếng ọc này. Okay. Okay. Ink and ice. Ink and ice. Cha and chop. Cha and chop. Key and kid. Key and kid. Leg and leaf. Leg and leaf. Okay, we say translate bỏ trái. Ink and ice Tực mau nâng tực có Cha and chop
lo nâng ca nghĩa khi and kid con sao nâng con mến let and live chương nâng rù nấu live nước ra tạo rù nấu ok let's tỏ dưỡng mà đồng kia thật let us together room khỉa tiệm ọc khỉa ok. At this time, bye-bye, see you tomorrow, children. Goodbye, see you tomorrow. Good luck. Yeah, good luck. See you tomorrow. Bye-bye. Yeah.